Chúa hãy lắng nghe lời con kêu van, giáng xin Ngài hãy lắng tai để Ngài nghe thấu đầy tiếng con kêu cầu. Bởi vì Chúa khoan hồng đầy lòng xót thương và Thiên từ dấu ơn cứu độ, mọi tội khiến nếu Chúa hoài nghi nhớ Chúa ơi, thì lại Chúa đâu mấy ai còn nơi dương gian, Chúa vẫn thương tình thứ tha để rồi nhận thế luôn biết. Bởi vì Chúa